Xin chào các bạn, mình là Tiên Vivi. Hôm nay thì mình quay trở lại với một video hướng dẫn. Một khoảng thời gian rất là dài, mình nhận được khá là nhiều tin nhắn với một nội dung, đó là sử dụng phần mềm nào để viết sheet nhạc cổ tranh. Theo mình tìm hiểu thì cũng có khá nhiều phần mềm viết sheet nhạc bằng sheet số. Tuy nhiên là nếu đặc thù dành riêng cho cổ tranh thì đến giờ mình vẫn chưa thấy phần mềm nào ưu việt. Nhưng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng một phần mềm có tính năng đơn giản và thân thiện đối với người mới dùng. Cũng có một điểm lưu ý ở phần mềm này là nó có thể giúp được chúng ta trong khoảng 80% các bài chúng ta cần. Tuy nhiên là những bài có tốc độ cao hoặc là cần nhiều kỹ thuật thì gần như là nó không thể đáp ứng được. Và đây là phần mềm dành cho piano, chính vì vậy mà nó sẽ giải quyết được việc đó là chép nốt và các ký hiệu bổ sung. Tuy nhiên là về phần các kỹ thuật cổ tranh chuyên sâu thì nó lại không có, mà chúng ta phải dán vào, phải sao chép vào. Thì đây là một trong những điều bất tiện của phần mềm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mềm đó ha. Phần mềm mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là phần mềm có tên EOB Master và có hình đại diện là cây bút như thế này đây. Phần mềm này thì mình để link ở bên dưới, bạn có thể download về giải nén và cài đặt bình thường ha. Một tính năng của phần mềm này nữa thì nó là phần mềm free, do đó là các bạn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà không tốn phí. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào phần mềm. Thì phần mềm sẽ hiện ra một cái hộp thoại như thế này, thì chúng ta sẽ chọn vào New Scott để bắt đầu làm việc ha. Sau khi mà nhấn vào New Scott thì các bạn thấy một hộp thoại xuất hiện. Dòng đầu tiên là title, là tiêu đề ha. Tiêu đề ở đây thì các bạn gõ tên của tác phẩm mà mình đang muốn viết vào. Ví dụ mình viết đây là demo file. Rồi dòng thứ hai đó là tên phụ. Ở tên phụ này thì thường dùng cho những vấn đề, ví dụ như là bạn viết sheet nhạc của một tác phẩm nhạc phim, thì ở đây bạn sẽ ghi là mở ngoặc đơn nhạc phim gì đó, hoặc là trích từ tác phẩm nào đó, hoặc là từ vở nhạc kịch nào đó, vân vân. Thì ở đây mình sẽ ghi là for cổ chân software. Rồi tiếp theo là phần composer, là người sáng tác. Ở phần người sáng tác này thì mình khuyến khích các bạn là nên điền vào ha. Đó là một cách để chúng ta tôn trọng bản quyền và trân trọng thành quả của tác giả. Thì ở đây không có tên, mình tạm thời ghi là demo ha. Rồi editor đó là người viết, người biên soạn. Thì mình sẽ viết tên mình vào. Rồi phía dưới copyright là bản quyền. Bản quyền ở đây thì bạn điền thông tin của bạn, có thể là Facebook, Zalo hoặc là trang web vân vân. Rồi sau khi mà chúng ta điền xong các phần thông tin này thì chúng ta bấm Next Page. Tiếp theo là cái phần cài đặt cho trang viết của chúng ta. Phần đầu tiên là tempo. Theo quan điểm của mình nghĩ đây không phải là tempo mà phải là measure mới đúng. Đây là nhịp. Rồi ở đây nhịp thì có rất là nhiều nhịp ha. Các nhịp 4 phách, nhịp 8 phách, nhịp 2 phách vân vân. Đây là những nhịp phổ thông nên các bạn có thể sử dụng bất kỳ nhịp nào theo mong muốn của mình. Và các nhịp này thì cũng đã đáp ứng được tất cả các bài nhạc đơn giản hiện giờ chúng ta chơi rồi. Chỗ này thì mình để nhịp 4-4 ha. Rồi tiếp theo là key thì chúng ta sẽ để phần tông. Và chúng ta cổ tranh thì hay dùng tông re thì chúng ta sẽ chọn tông re. Rồi tiếp theo phần này thì mình mới nghĩ nó là tempo nè. Đây là tốc độ. Thì bạn muốn sheet nhạc của mình chơi theo tốc độ cao hay tốc độ thấp thì các bạn có thể tăng hoặc giảm phần tốc độ này ha. Mình tạm thời để là khoảng 95 đi. Ở những cái phần thông số này chúng ta đều có thể thay đổi được khi mà vào trang viết, cho nên là các bạn cũng không cần phải lo nha. Tiếp theo là phần type. Phần type này thì có tổng cộng là 4 mục. Đầu tiên là monophonic, thì phần này là dành cho viết bè một tay, tức là các bạn viết sheet một tay đó. Phần thứ hai là music score thì dùng cho hai tay. Phần này thì là 3 bè, phần cuối cùng là 4 bè. Ở phần này thì mình thị phạm cho các bạn sẽ viết ở một tay thì mình chọn mono ha. Rồi sau đó là next bay. Và tiếp theo đó là setup bay. Khi viết xong chúng ta muốn file được in ra như thế nào thì chúng ta sẽ chọn vào cái định dạng đó. Mình muốn sau khi viết xong thì file được in ra A4, mình để nguyên A4 ha. Dưới này là FISBA number, tức là
trong mỗi một dòng như vậy thì có bao nhiêu ô nhịp. Thì mình sẽ để là fit 4 ô nhịp cho đẹp ha. Rồi sau đó các bạn bấm OK. Rồi thì trang viết của chúng ta sẽ hiện ra như thế này đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu viết các nốt nhạc ha. Ở trên đây thì các công cụ người ta đã tích hợp sẵn cho chúng ta rồi, rất là dễ dàng thuận tiện lựa chọn. Thì ở đây là có các nốt 1 chấm trên, 2 chấm trên, 3 vân vân. Ở dưới thì có 1 chấm dưới, 2 chấm dưới, 3 vân vân. Ngoài ra thì có các nốt 1 gạch dưới, 2 gạch dưới, 3 gạch dưới vân vân. Rồi bây giờ bạn thích viết nốt nào thì chúng ta chỉ cần chọn tích hợp ở hai phần này mà chúng ta viết vào ha. Ví dụ mình muốn viết một nốt có 1 chấm trên và 1 gạch dưới, và số mình cần là số 3, thì chúng ta sẽ bấm số 3 ở trên bàn phím máy tính ha. Đấy thì nó sẽ ra như thế này. Rồi tiếp theo là các bạn cần nốt chấm dưới đi và có 2 gạch, số 6. À, các bạn cứ viết như vậy thì nó sẽ ra các nốt mà các bạn cần ha. Rồi sau khi mà chúng ta viết đủ một ô nhịp như thế này thì tự bản thân phần mềm sẽ chạy qua ô nhịp mới, do đó là chúng ta hạn chế được một cái phần đó là viết thiếu phách trong một ô nhịp hoặc là viết dư phách trong một ô nhịp. Phần này thì máy đã kiểm soát giùm mình rồi cho nên là chúng ta sẽ không lo. Rồi tương tự như vậy thì bây giờ mình viết một nốt số 6 đi. Rồi chúng ta sẽ sử dụng các công cụ tiếp theo ha. Đây là nốt chấm dôi. Rồi khi sử dụng nốt chấm dôi thì các bạn chọn vào nốt cần chấm dôi, sau đó thì bấm phần tích hợp có sẵn thì nó sẽ ra nốt chấm dôi các bạn. Nốt chấm dôi này có ý nghĩa như thế nào trong sách lý thuyết âm nhạc mình viết thì mình đã có giải thích kỹ càng rồi. Các bạn có thể mở ra để xem ha. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ làm quen với những dấu, đây là dấu thăng, dấu bình, dấu dáng. Rồi những dấu này thì chúng ta cũng sử dụng tương tự ha. Rồi dấu thăng, dấu bình, dấu dáng này có tác dụng như thế nào trong sách lý thuyết âm nhạc mình cũng đã viết rồi. Các bạn có thể lật ra xem nha. Rồi tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là dấu nối, dấu luyến ha. Đối với dấu này có tác dụng như thế nào thì trong sách lý thuyết âm nhạc mình cũng đã giải thích cho các bạn rồi ha. Khi chúng ta muốn viết liên ba thì chúng ta chỉ cần chọn vào biểu tượng có sẵn ha. Đây là liên ba. Liên ba này có ý nghĩa như thế nào mình cũng đã nói trong sách lý thuyết âm nhạc rồi. Các bạn có thể mở ra xem ha. Rồi bây giờ gặp trường hợp là chúng ta muốn bỏ thì chúng ta chỉ cần bấm Ctrl Z thì chúng ta sẽ xóa đi những thao tác mà chúng ta muốn bỏ. Trường hợp đây là liên 3. Nếu như các bạn muốn sử dụng liên 5, liên 7 vân vân thì chúng ta có thể vào phần Music, chọn vào Legato, Glide. Thì ở đây có liên 3 nè, liên 6. Rồi các bạn cứ nhấp vào ha, thì nó sẽ ra theo như mong muốn của các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách viết nốt ở trong phần mềm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các ký hiệu bổ sung ha. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một file demo thì mình sẽ mở lên để làm demo cho các bạn luôn. Rồi, đây là file demo mà mình đã viết sẵn ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với các ký hiệu bổ sung. Các ký hiệu bổ sung thì được hiển thị ở bên phải của trang viết nha. Các bạn chọn dấu mũi tên thì ở đây là các ký hiệu sẽ hiện ra nha. Rồi bây giờ bạn muốn sử dụng ký hiệu bổ sung cho nốt nào thì chúng ta cũng chọn vào nốt đó. Nếu như chúng ta muốn chọn nốt hoa mỹ thì các bạn chọn nốt hoa mỹ mà chúng ta mong muốn thì trang viết sẽ hiện ra như thế này cho các bạn ha. Đến các ký hiệu bổ sung cho ô nhịp thì ở phần dấu gạch hai chấm này thì chúng ta chọn vào đây. Ví dụ bạn muốn bổ sung cho ô nhịp này thì chúng ta chọn vào phần vạch nhịp cần muốn bổ sung ha. Và sau đó thì chúng ta chọn các ký hiệu mà chúng ta mong muốn. Đây là dấu final. Dấu final có tác dụng như thế nào trong sách lý thuyết âm nhạc mình cũng đã ghi rồi. Đây là dấu repeat. Rồi DS, DC, file mình cũng ghi sẵn hết rồi ha. Đây là dấu seno, dấu coda, dấu volta. Rồi tất cả các dấu này mình đã giải thích trong sách hết rồi. Bây giờ thì chúng ta chọn vào phần vạch nhịp ha, và sau đó thì chọn ký hiệu mong muốn thì nó sẽ hiện ra như thế này cho các bạn ha. Rồi chúng ta chọn vào đây, chọn DC, rồi thì nó cũng sẽ hiện ra như thế này.
Rồi trường hợp với dấu Volta thì mình sẽ hướng dẫn. Volta thì các bạn nhớ là chúng ta có ít nhất là phải có 2 Volta ha. Rồi Volta 1 thì chúng ta chỉ cần chọn vạch nhịp và sau đó nhấp vào Volta 1 thì nó sẽ hiện ra khung như thế này. Rồi trường hợp Volta 2 thì chúng ta cũng làm tương tự nha. Rồi bây giờ thì mình phải đổi số 1 này thành số 2. Như vậy thì các bạn sẽ nhấp 2 lần chuột trái vào trong số 1 ha. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại như thế này. Các bạn bỏ số 1, tích vào số 2. Đấy thì nó sẽ ra như thế này theo như mong muốn của các bạn ha. Rồi vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn sơ lược về phần viết nốt và bổ sung các ký hiệu. Ngoài ra thì ở đây còn có các ký hiệu về cường độ, các ký hiệu về viết lời, các ký hiệu về viết hợp âm vân vân thì các bạn có thể tham khảo thêm ha. Ngoài ra thì phần mềm này cũng có tích hợp file MIDI nghe sẵn. Thì các bạn muốn nghe đoạn nào chúng ta chỉ cần bấm vào ô nhịp đó và chọn nút play thì nó sẽ chơi đoạn nhạc đó cho chúng ta nghe ha. Đó là phần mình demo hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về phần xuất file nha. Rồi bây giờ muốn xuất file thì chúng ta vào file. Các bạn muốn chọn ra file PDF thì chúng ta vào phần Ring. Sau đó thì mình chọn Microsoft Ring to PDF. Để các bạn chọn OK. Thì sau đó nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại để các bạn lưu lại với file PDF. Chúng ta điền tên bấm save ha. Rồi, trường hợp như là các bạn muốn chúng ta lưu dưới dạng là file hình ảnh thì ở đây có một cái máy ảnh đây thì chúng ta sẽ lưu lại với file hình ảnh. Ở dòng thứ hai này thì nó sẽ cho phép chúng ta là lưu dưới dạng là một trang sẽ là một hình. Còn dòng thứ nhất, dòng thứ ba thì nó sẽ gộp chung lại tất cả các trang vào trong một hình. Bây giờ thì mình sẽ thử lưu với dòng thứ hai cho các bạn ha. Rồi mình đặt tên file là demo luôn, lưu ở desktop ha. Thì file hình này đó là file PNG. Thì đây là một trong những file có chất lượng rất là tốt, cho nên chúng ta cũng không sợ khi mà lưu ra bị mờ hình. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra ngoài desktop và xem thử đây file demo 2, demo 3, demo 1. Rồi mỗi cái file như vậy thì nó sẽ ra một cái hình như thế này đây. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn sơ lược về phần mềm EOB Master này cho các bạn. Thì nếu các bạn có biết thêm về những phần mềm nào hoặc là có những ý kiến, những đóng góp, những thắc mắc gì thì có thể comment bên dưới ha. Mình sẽ cố gắng giải đáp trong thời gian sớm nhất. Và hy vọng là sau khi hướng dẫn xong phần mềm này thì bạn có thể tự viết cho mình một sheet nhạc bạn yêu thích. Và nhớ là đừng quên share thành quả của mình cho mọi người cùng biết nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình đến phút này và đừng quên cho mình một like, một subscribe hoặc là một follow nha. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!